Em Lan Rừng Lâm Đồng xin kính chào tất cả các anh chị yêu Lan trên toàn quốc. Hôm nay thì là ngày mùng 4 Tết các bác ạ. Em sẽ mời cả nhà ngắm một siêu phẩm. Cái này có thể gọi là siêu phẩm các anh chị ạ. Siêu phẩm một bụi thủy tiên. Một bụi thủy tiên các bác nhé. Nó là thủy tiên Thái nhưng mà nó có tới 5 màu các anh chị ạ. 5 màu. 5 màu khác nhau. Và được một anh bạn là anh ghép vào một cái cục dớn như thế này này các anh chị này. Đó, nó thành một cái tác phẩm phải nói là tuyệt phẩm luôn. Đó. Cái này em thì cũng chưa gặp một cái giò lan nào đẹp như thế này các bác ạ. Với cái xu thế chơi lan của năm nay thì em thấy là kể cả từ những hàng va thì anh em đang có xu hướng làm những cái tác phẩm đẹp. Và đây cũng là một cái tác phẩm. Tuy nó về giá trị kinh tế thì nó không có cao, nhưng mà các bác nhìn, các bác cảm nhận nó là một giò lan tuyệt đẹp luôn các bác ạ. Đó, cho nên là lan rừng không lan nào là xấu đâu. Đó, cơ bản là mình biết kết hợp nó các bác ạ. Kết hợp nó thì nó sẽ thành một cái giò lan cực đẹp luôn để anh em mình cùng chiêm ngưỡng. Đấy. Và đặc biệt là đầu năm các bác nhìn thấy những cái giò lan đẹp như thế này là mình thấy cái niềm vui rồi các bác ạ. Em cũng mong muốn là em truyền tải lại những cái niềm vui cho cả nhà mình. Đặc biệt là mình đam mê hoa lan mà. Mình vào mình được ngắm những cái giò lan đẹp như thế này. Đó, là tuyệt vời. Giò này thì anh chủ đã trồng được 5 năm rồi các anh chị nhé. 5 năm. 5 năm. Đấy, trồng từ những cái cây mô nhỏ xíu ấy các anh chị ạ. Ở đây thì em sẽ giới thiệu nó có những cái màu sắc khác nhau cho cả nhà mình cùng tham khảo. Thì cái dòng này thì bây giờ là cũng khá, năm nay khá nổi bật đấy các anh chị ạ. Trong các hội thi năm nay thủy tiên đạt giải cao rất nhiều. Trước tiên là em sẽ mời các bác ngắm một màu sắc nổi bật nhất trong cái giò lan này, đó là màu mỡ gà, màu vàng đây, vàng đậm đấy các anh chị ạ. Đó, thì cái mỡ gà này, cái loại này phải nói là trồng nó không đạt hoa bằng những cái loại trên. Đó. Nhưng mà nó ra bông nào thì nó đẹp đẹp và cái chuỗi bông nó nhiều nha các bác nhé. Chuỗi bông nó nhiều, nó dài. Đó. Nó rất dài và hoa dày này các anh chị này. Hoa dày thơm nhá các anh chị, thơm. Đấy, em đang để ngoài nắng nhưng mà rất thơm. Đó, đây các anh chị nhìn này. Cái thân này thì được 2 bông hoa này. Cái này chơi được khoảng 10 ngày các anh chị nhé. Cái này chơi lâu tàn này. Đó, bởi vì bông nó dày. Và nó đâu có thua kém gì hàng rừng mình đâu các bác. Các bác nhìn cái nụ này. Đó, cái nụ nó rất nhiều các anh chị ạ. Nó rất nhiều bông hoa trên một nụ. Đó là màu vàng các bác nhé. Màu vàng. Đấy. Màu thứ hai mà em giới thiệu em thấy là nhiều nhất trong cái giỏ lan này. Đó là màu tím các anh chị này. Màu tím. Tím thì ở đây nó có hai loại. Thứ nhất là màu tím đậm. Tím đậm thì khi mà nụ nó ra thì nó tím đen như thế này cả nhà này. Đấy, tím đen. Đó, rất đẹp nhá. Đây, tím đen như thế này. Đấy, và khi bông thì nó tím. Rồi cái loại mà tím nhạt nhạt hơn tí thì nó như thế này đây các anh chị này. Đó. Nhưng mà đặc biệt cái dòng này thì nó lại sai bông. Nó lại nhiều bông các anh chị ạ. Nó rất nhiều bông nhá. So với lại thủy tiên vàng thì nó nhiều bông hơn. À, ví dụ một cần bông có thể nó ra tới 3-4 bông. Mà bông nó dày các anh chị. Bông nó dày. Đôi khi mình cảm nhận nó giống như cái nhựa ấy các anh chị ạ. Đó, đây. Nó giống như cái nhựa. Hoa thơm lắm các anh chị. Hoa thơm. Đấy. Cả nhà thấy hoa đẹp cho em xin một like các bác nhé. Cho em xin một like. Cho em xin một nút đăng ký. Anh chị nào vô tình hôm nay xem được cái video này, cho em xin nút đăng ký. Đó. Rồi tiếp một màu sắc này nữa là các anh chị này. Thoạt đầu thì em nhìn em nghĩ đây là kiều Lộc Bắc, nhưng không phải các anh chị ạ. Không phải nhá. Đó, cái màu này nó hơi hồng hồng một tí các anh chị ạ. Kiều Lộc Bắc thì nó trắng tinh. Em quay này thì có thể các bác thấy nó trắng trắng, nhưng mà nhìn trực tiếp thì nó hồng hồng này các anh chị này. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Cái lượng bông hoa nó rất dày các anh chị ạ. Đấy, bông này. Đó, lượng bông hoa. Đây các anh chị nhìn đụng này, đụng nó hơi hồng hồng. Chứ nó không giống như kiều Lộc Bắc. Đó, đây. Cái số lượng bông đẹp. Đó. Rồi tiếp một màu nữa. Để em tìm một màu nữa. Đây, một màu này này các bác này. Màu này, này. Tím đậm luôn. Khi mà nó
Nó nở hoa thì hoa tím lắm các anh chị, hoa rất tím nhá, rất đẹp. Nãy em có làm một cái video mà cùng với chủ nhân có trò chuyện chúc Tết các anh chị, thì bác nào mà chưa xem được cái video đó thì anh chị xem nhá, anh chị xem. Đó, xem đặc biệt là nhất là mình muốn là các anh chị được những cái anh mà trồng ra những cái giò lan đẹp, mình cứ gọi như là nghệ nhân đi. Nghệ nhân chia sẻ kinh nghiệm thì nó mới giá trị các bác ạ. Đó, đây cực kỳ đẹp luôn, quay một vòng luôn để các bác xem. Em cũng rất mong muốn cái video này được nhiều anh chị em yêu lan trên toàn quốc có thể ngắm, và em cũng nghĩ là nó sẽ là cái mà rất nhiều anh chị muốn xem đó. Cho nên là các bác nếu mà có thể thì cho em xin một nút chia sẻ về Facebook các bác nhé. Facebook các bác có thể chia sẻ trên chợ hoặc là trên các hội nhóm để cả nhà cùng xem đó. Này thì em quay mục đích chính là để cho cả nhà được chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của một cái giò lan, một cái giò siêu phẩm như thế này này các bác này. Đấy, đẹp lắm. Đấy, các bác nhìn hoa chi chít luôn. Các bạn cái dòng này cái lượng bông trên một cần bông nó nhiều các anh chị ạ, nó nhiều nên nó đẹp. Đấy, năm tới hẹn các bác đúng một năm nữa em lại quay lại cái giò này, với hy vọng là ngày mùng 4 Tết năm tới em lại có cơ hội để em quay để cho các bác cùng xem. Giò này thì anh chủ có nói là có bao nhiêu tiền anh cũng không bán, bởi vì cơ bản các anh chị biết làm một cái giò lan như thế này có đam mê thì mới làm được các anh chị ạ, đam mê thì mới làm được. Đấy, rất đẹp. Rồi em rất cảm ơn các anh chị đã vào xem. Nhân dịp đầu năm thì em sẽ đi một số vườn nhà anh em có những giò lan đẹp, em sẽ quay để mời anh em mình xem. Và em cũng xin kính chúc tất cả các anh chị em yêu lan và cùng gia đình đón một năm mới thật là bình an. Và năm nay sẽ thực hiện được những cái mong ước của mình mà trong cái năm vừa qua là mình chưa thực hiện được các bác nhé. Và các bác trồng được ra rất nhiều những cái giò lan đẹp. Đó, cảm ơn cả nhà rất nhiều.